kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với tạp chí Tiêu dùng và Thể thao S cộng trên kênh Thể thao TVSD. Có rất nhiều thông tin hữu ích sẽ chờ đợi quý vị và các bạn trong phần sắp tới của chương trình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình ngày hôm nay với S phong cách. Nếu như muốn mua nhiều sản phẩm thời trang và dụng cụ thể thao hàng hiệu cùng lúc thì bạn sẽ mua ở đâu? Hãy đến với siêu thị thể thao Massport. Đây là một gợi ý hữu ích cho quý vị và các bạn sẽ có trong bản tin tiêu dùng và thể thao của chúng tôi ngày hôm nay. Massport là siêu thị thể thao chuyên cung cấp các sản phẩm quần áo và dụng cụ thể thao chuyên nghiệp chính hãng của các thương hiệu thể thao danh tiếng thế giới như Adidas, Reebok, Li-Ning, Lotto, Lacoste Sportif, 361, Asaway, v.v. Chính thức đi vào hoạt động từ nửa cuối năm 2013, Massport không ngừng đáp ứng nhu cầu mua sắm thuận tiện nhất cho khách hàng. Việc mà mua sắm đây thì thực ra xuất phát từ nhu cầu bản thân, đấy là muốn tập luyện thể thao để giữ gìn sức khỏe. Và thứ hai thì mỗi thành viên trong gia đình thì lại có nhu cầu chơi thể thao khác nhau. Ví dụ như là người thì thích chạy, người thích tennis hoặc bóng đá. Thì em thấy cái siêu thị thể thao Massport này thì có rất là nhiều nhãn hàng nổi tiếng như Adidas hoặc Li-Ning, Reebok. Và có nhiều môn thể thao khác nhau thì đáp ứng được phong phú nhu cầu của khách hàng. Với mong muốn trở thành siêu thị thể thao hàng đầu Việt Nam, cùng một không gian mua sắm chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế, Massport không ngừng nghiên cứu thị trường để đem đến cho khách hàng những sản phẩm thương hiệu mới nhất, uy tín nhất, với giá thành hợp lý nhất, đáp ứng mọi nhu cầu tập luyện thể thao từ tennis, cầu lông, bóng đá, yoga, bơi lội.